388L19. Ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm HP Pavilion Gaming 16 inch. Cũng như Dell, HP và các hãng lớn đều ra những cái phân khúc gaming tầm trung. Đó, ở HP thì cao cấp hơn thì có Omen, thì dòng tầm trung là HP Pavilion, cũng như ở bên Dell có dòng G. Thì cái thiết kế nó cũng hướng đến là hầm hố hơn, và căn bản nhất là cái giá thành của nó là tốt hơn rất nhiều so với dòng game cao cấp như là Omen. Sản phẩm này là cấu hình là Core i7, RAM 8, ổ 512, card 1650 Ti, giá chỉ 26 triệu, hàng brand new từ Mỹ. Đó, đấy là điều mình muốn nhấn mạnh ở sản phẩm này, tầm giá vừa phải với các bạn có nhu cầu chơi game và có một chút về đồ họa. Rồi, bây giờ giới thiệu về hình thức. Giống như kiểu xu hướng 2020-2021 là tất cả sản phẩm gaming thiết kế hầm hố hơn và có những cái vát ở cạnh như thế này. Nó nhìn trông nó cứng cáp hơn rất nhiều. HP thì nó nổi bật hơn với những cái công nghệ loa B&O. Thì cái giải loa đây được thiết kế dạng 3D này. Đó, rất đẹp. Và trên màn hình thì đây là một màn hình kích thước 16 inch. Nhưng cái viền thiết kế rất mỏng, nên kích thước mình vừa so sánh với X1 đấy, nó chỉ nhỉnh hơn màn 14 inch một chút xíu và chỉ ngang với sản phẩm 15.6 inch bình thường. Màn hình là độ phân giải Full HD và có tần số quét là 114Hz. Mình muốn check khách hàng xong, màu khá là đẹp. Đó. Ngoài ra bên dưới nó bật hơn là các bạn thấy cái bàn phím. Một sản phẩm gaming. Đó, đây là thiết kế bàn phím từ cái phông chữ lẫn đến cái đèn LED. Đó, đèn LED này để điều chỉnh được hai mức độ sáng khác nhau. Rồi mặt sau sản phẩm thì cái nổi bật là cái logo. Nó thiết kế một cái lớp bóng, khi bạn chụp ảnh nó là dưới nền sáng thì nó kiểu dạng như phát sáng, còn thật ra thì nó không có cái đèn LED đây. Có cái đèn LED đây thì hay hơn, cái đèn LED thì chắc là nhiều tiền hơn nhiều. Rồi giới thiệu một chút về các cái cổng kết nối. Đầu tiên là khe cắm thẻ nhớ SD, dạng audio, một cổng Type-C, đó, mạng LAN. Một điều khá quan trọng với các gamer cần một đường truyền ổn định, cổng USB, HDMI. Đó, bên này có một điểm rất là hay, đó là cái rắc nguồn của nó được thiết kế ở cái điểm này. Nó cắm thẳng nhé, không phải cắm vuông theo cái vát này đâu. Cổng USB nữa, mặt sau là dạng tản nhiệt, một dãy là nhiệt luôn, đảm bảo mát mẻ. Và chữ Pavilion là cách điệu. Mặt dưới đó, một dãy tản nhiệt, rất chú trọng về tản nhiệt, và một dãy cao su. Ok, đây là tổng quan. Rồi, cái màn hình rất đẹp, cảm ơn.